Thưa quý vị và các bạn, môi trường sống xung quanh chúng ta luôn ẩn chứa rất nhiều vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe con người, nhiều phương pháp diệt khuẩn đã được ứng dụng trong cuộc sống như diệt khuẩn bằng nhiệt, bằng hóa chất, bằng sóng âm. Trong đó, diệt khuẩn bằng tia UV được xem là phương pháp hiện đại và mang lại hiệu quả cao. Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, tia UV có khả năng tiêu diệt nhanh chóng hoặc làm bất hoạt vi sinh vật thông qua quá trình tác động làm phá hủy axit nucleic và phá hoại DNA của chúng. Với tính năng này, tia UV được xem là giải pháp diệt khuẩn hữu ích, được triển khai ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện. Đặc biệt trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc, nhiều bệnh viện đã sử dụng tia UV như một giải pháp diệt khuẩn hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Dựa trên các nghiên cứu khoa học và tính ứng dụng thực tiễn của tia UV, công ty điện tử Hanet đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm đèn diệt khuẩn bằng tia UVC với tên gọi Divitop UVC. Sản phẩm được thiết kế có khả năng diệt khuẩn và khử mùi hôi nhanh chóng. Chúng ta đã biết là thời đại của chúng ta ngày nay thì vi khuẩn và virus thì liên tục thay đổi từ hết biến thể này sang biến thể khác, cho nên là việc đầu tư vào một cái mảng mà giúp cho mang lại lợi ích sức khỏe cho cộng đồng là một cái việc mà chúng tôi cảm thấy rất hết sức ý nghĩa. Chúng tôi tham gia vào cái mảng này là chúng tôi mong muốn mang lại một cái cuộc sống an toàn hơn cho mọi người. Đèn diệt khuẩn bằng tia UV được công ty Hanet thiết kế với bộ ba sản phẩm phù hợp với các không gian sống và làm việc khác nhau. Trong đó, Divitop UVC phù hợp với không gian trong phòng từ 20 đến 40 m2. Divitop UVC Mini được thiết kế nhỏ gọn hơn, thuận tiện trong các không gian nhỏ hẹp như ô tô, tủ quần áo. Divitop UVC Stick được thiết kế tiện dụng, giúp khử trùng nhanh và sạch tất cả các vật dụng nhỏ như điện thoại, chìa khóa, bàn phím. Với cơ chế hoạt động bằng cách sử dụng tia UV có tính diệt khuẩn cao, nhưng cũng có thể gây tổn hại nếu tiếp xúc trực tiếp với da người. Do vậy, sản phẩm đèn diệt khuẩn Divitop UVC được thiết kế để có thể điều khiển từ xa hoặc thiết lập thời gian tự động trên thiết bị. Vì vậy, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Chúng tôi thiết kế bộ ba sản phẩm này là chúng tôi tính toán đến một cái nhu cầu trong tương lai, đó là một cái nhu cầu mà liên tục mà chúng ta cần phải chiến đấu lại với các loại bệnh tật, loại virus, vi khuẩn. Thì sản phẩm Divitop UVC 36W là dành cho các loại không gian về văn phòng. Sản phẩm về mini là dành cho các cái không gian kín như chúng ta nhỏ gọn mang đi du lịch hay là mang đi công tác thì chúng ta có thể sử dụng được để bảo vệ sức khỏe. Hay sản phẩm UVC Stick là chúng ta có thể là mang đi mọi lúc mọi nơi. Thì tất cả những sản phẩm chúng tôi thiết kế ra là đều mong muốn là để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà vi khuẩn và virus nó liên tục thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi với nó. Dù mới ra mắt trên thị trường, sản phẩm đèn diệt khuẩn Divitop UVC đã được nhiều đơn vị lựa chọn như một giải pháp khử khuẩn nơi làm việc hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Khi mà sử dụng đến cái sản phẩm này, tôi cảm thấy rất là yên tâm. Bởi vì trong một ngày ấy, chúng tôi tiếp rất là nhiều khách hàng, mà tất cả những khách hàng thì người ta có thể di chuyển từ các nơi này sang các nơi khác ấy. Thì mình thật sự là khi đến buổi chiều mà chúng tôi vừa hết giờ làm việc ấy, chúng tôi có sử dụng bật cái đèn này lên chỉ trong vòng tầm 30 phút thôi, là chúng tôi cảm thấy là cái không gian rất là thoáng đãng và cũng như là cảm thấy rất là yên tâm vì nó có thể có tính năng là diệt được cả vi khuẩn đấy. Và mỗi lần là chúng tôi sử dụng thì buổi sáng bắt đầu set up phòng là bọn tôi bắt đầu bật 30 phút và đến buổi chiều sau khi kết thúc giờ làm việc là bọn tôi sẽ bật thêm trong vòng 30 phút nữa thì là tôi sẽ cảm thấy rất là yên tâm nhé. Không chỉ được ứng dụng để khử khuẩn tại nơi làm việc, đèn diệt khuẩn Divitop UVC cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để khử khuẩn tại nhà, trên ô tô hay các vật dụng cá nhân, giúp không gian sống trở nên sạch sẽ và an toàn hơn. Tôi thấy sản phẩm này rất là an toàn và hữu ích về cái tính năng diệt khuẩn của nó. Từ khi mua cái đèn này về, tôi thường đặt trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ để cho không gian sống nó sạch và an toàn hơn. Trên thực tế, đèn diệt khuẩn Divitop UVC đã được kiểm nghiệm bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với kết quả tiêu diệt đến 99% vi khuẩn E. coli chỉ trong vòng 3 giây. Trong bối cảnh nhiều dịch bệnh nguy hiểm đang bùng phát như hiện nay, việc sử dụng đèn diệt khuẩn bằng tia UV được xem là giải pháp khử khuẩn hiệu quả, an toàn và tiện lợi, giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.